Nhìn vào tủ thuốc của bạn, bạn có thể thấy rất nhiều loại thuốc, mỗi loại có một màu sắc khác nhau. Vậy tại sao lại có sự biến đổi màu sắc đáng kể trong thế giới của y học như vậy? Liệu màu sắc của thuốc có ảnh hưởng đến tác dụng của chúng không? Trong video này, chúng ta sẽ khám phá lý do về việc các viên thuốc có màu sắc khác nhau và vai trò của màu sắc trong ngành y học bạn nhé. Đầu tiên, màu sắc có liên quan đến cảm xúc của bệnh nhân. Màu sắc của thuốc có thể tạo ra liên tưởng và ảnh hưởng đến cách bệnh nhân phản ứng với thuốc. Điều này thể hiện sự kết hợp giữa màu sắc và tâm lý con người. Ví dụ, nghiên cứu của Đại học Florida đã chỉ ra rằng, những viên thuốc có màu sắc tối hơn có thể gây cho người dùng cảm giác hiệu lực mạnh mẽ hơn, còn các tông màu đỏ, vàng và cam thường liên tưởng với tác dụng kích thích, trong khi màu xanh lam và xanh lục lại thường liên tưởng với tác dụng an thần. Kế đến là hiệu ứng giả dược. Đây là một hiện tượng mà cảm giác và kỳ vọng có thể thay đổi cách một người trải nghiệm tác dụng của thuốc. Điều này có nghĩa rằng những kỳ vọng mà bệnh nhân tạo ra trước khi dùng thuốc có thể ảnh hưởng đến kết quả của họ khi sử dụng thuốc bao gồm cả hiệu quả và tác dụng phụ hiệu ứng giả dược có thể xuất phát từ nhiều yếu tố bao gồm cả màu sắc của thuốc màu sắc thường liên tưởng với những loại thuốc cụ thể và tác dụng mong đợi của người dùng tuy hiệu ứng giả dược thường được coi là tâm lý nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả thực sự của thuốc nghiên cứu lâm sàng thường đòi hỏi sự so sánh với một nhóm đối chứng nhằm xác định xem liệu loại thuốc đang nghiên cứu có hoạt động tốt hơn giả dược hay không. Những người vô tình được điều trị với giả dược thường có những tác động tưởng tượng mạnh mẽ, đến nỗi gây khó khăn cho việc đánh giá hiệu quả thực sự của loại thuốc. Màu sắc, trong trường hợp này, có thể thúc đẩy hiệu ứng giả dược và làm thay đổi cảm giác của người dùng đối với thuốc. Ngoài yếu tố tâm lý và giả dược, màu sắc của thuốc cũng liên quan đến thương hiệu. Nhãn hiệu thường sử dụng màu sắc và thiết kế để đánh giá sự hấp dẫn về mặt cảm xúc và thương hiệu. Ví dụ, Viagra thường được gọi là viên thuốc màu xanh và AstraZeneca nổi tiếng với thuốc Nexium có màu tím. Sự liên kết giữa màu sắc và thương hiệu có thể mạnh đến mức các nhà sản xuất thuốc thường tiếp tục giữ nguyên màu sắc đó cho thương hiệu của họ. Điều này có thể gây khó khăn cho những người sử dụng thuốc khi họ cần chuyển đổi từ loại thuốc ban đầu sang các loại thuốc khác có tác dụng và hiệu quả điều trị tương tự. Cuối cùng, các nhà sản xuất thuốc có thể mã hóa thuốc bằng màu sắc. Màu sắc của thuốc có ứng dụng thực tế các tông màu khác nhau có thể được sử dụng để phân biệt độ mạnh của cùng một loại thuốc, điều này đặc biệt hữu ích đối với những loại thuốc mà bệnh nhân phải pha trộn hoặc thay đổi liều lượng thường xuyên. Điều này cũng giúp cho các dược sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đảm bảo rằng họ cung cấp đúng loại thuốc cho bệnh nhân. Khi kiểm tra thuốc tại hiệu thuốc, dược sĩ có thể sử dụng màu sắc như một phần của việc đảm bảo an toàn và xác nhận rằng họ đã nhận được đúng thuốc. Tóm lại, màu sắc của thuốc tuy đóng một vai trò quan trọng trong ngành y học nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến tác dụng của thuốc thay vào đó màu sắc tạo ra liên tưởng tương tác tâm lý và có thể gây hiệu ứng giả dược nó cũng liên quan đến thương hiệu và giúp chúng ta phân biệt các loại thuốc khác nhau dù là một yếu tố tình cờ hay thiết yếu nhưng màu sắc của thuốc cũng giúp đảm bảo sự an toàn và đáng tin cậy trong lĩnh vực y tế chúng ta ngày nay